Vì chúng ta muốn biết cái thanh thiền sắc giới, thiền vụ sắc giới nó khác nhau với tâm siêu thế như thế nào, thì chúng ta sẽ học qua thì cái thuộc tánh phối hợp với tâm sư thế, tâm đạo đại thì chúng ta sẽ biết. Hôm nay chúng ta sẽ học đến cái tâm sư thế và những thuộc tánh tương hợp với tâm sư thế. Bây giờ xin mời cô Diệp Quỳnh đọc cho bài học ngày hôm nay, sau đó xin phụng thỉnh thượng tọa Diệp Đạo giảng giải về bài học tánh pháp tâm sự thế tương hợp với các thực tập. Xin mời cô Diệp Quỳnh. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Tỷ Siêu đã từ bi dân nhập đại học hôm nay. Đã con kính tri ân sư, cảm ơn Hoa Nguyệt. Con biết được kinh hiệu đại học hôm nay, bài 59 tiếp theo, tương hợp giữa tâm và thuộc tánh, phần 1. Một trong những điều rất quan trọng trong việc học thắng pháp Abhidhamma là hiểu rõ sự tương hợp của tâm và thuộc tánh. Người học không phải nhớ những con số mà còn hiểu rõ lý do tại sao có và không có. Đây là đặc điểm của thắng pháp mang lại cho người học. Cho con một chút xíu, tại vì cái máy con nó lên bài chậm quá. Dạ được rồi, dạ con kính tri ân đạo tràng. Tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, 40 tâm siêu thế có 36 thuộc tánh tương hợp, 23 thuộc tánh tịnh hảo, từ vô lượng phần, cần thiền, cha ná. Thứ nhất là đầy đủ 36 thuộc tánh như trên. Cần thiền thứ hai thì loại bỏ tầm, vi tất cá. Cần thiền thứ ba loại bỏ tầm, vi tất cá. Và tứ, vi cha ná. Cần thiền thứ tư loại bỏ tầm, vi tất cá, tứ, vi cha ná và hỷ, vi tí. Tầng thiền thứ năm thì giống như vậy, loại bỏ tầm, quy tất cá, tư, quy cha rá và hỷ đi tí. Dạ, con kính tri ân sư. 20 tâm đạo siêu thế thường được nói chung, nhưng khi trình bày sự tương hợp giữa tâm và thuộc tánh thì có sự sai biệt giữa các tầng thiền. Người học nên lưu ý phân nhóm như sau: tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ thiền. Tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, nhị thiền. Tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, tam thiền. Tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, tứ thiền. Tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, ngũ thiền. Tám chi đạo. Tám
khi đạo đồng sanh trong 40 tâm siêu thế cần được hiểu theo cách nói vị mô, và đặc biệt tế nhị. Chánh kiến là thuộc tánh trí tuệ, chánh tư duy là thuộc tánh tầm, chánh ngữ là thuộc tánh chánh ngữ, chánh nghiệp là thuộc tánh chánh. Chánh nghiệp, chánh mạng là thuộc tánh chánh mạng, chánh tịnh, chánh tinh tấn là thuộc tánh cần, chánh niệm là thuộc tánh niệm, chánh định là thuộc tánh tánh định. Ba thuộc tánh ngăn ngừa, ngăn trừ phần trong các tâm siêu thế có cảnh là niết bàn, chứ không phải là những ác quấy để từ bỏ, nên cần hiểu khác nhau. Dạ, con xin đọc lại. Nên cần hiểu khác hơn khi tương hợp với tâm đại thiện, dục giới tịnh hảo, năm chi thiền, tầm, tứ, hỷ, lạc, định được áp dụng trong tương hợp với tâm siêu thế, ứng hợp từng tầng thiền như đối với tâm thiền, sắc và vô sắc. Không có vô lượng phần, bi và tùy hỷ trong các tâm siêu thế, vì đối tượng của hai thuộc tánh này là chúng sanh trong lúc đối tượng của tâm siêu thế là Niết Bàn. Có điểm thú vị trong Phật giáo Đại Thừa thì đỉnh điểm của giác ngộ là sự dung thông cả hai đại bi và đại trí. Trong lúc theo kinh điển Pali thì tâm đại bi và tuệ giác là có hai cảnh giới khác biệt, và sự dung thông đáng nói là hòa viễn tuyệt hảo của Bát Chi Đạo. Tâm sơ quả, nhị quả, tâm tứ quả thuộc tánh 20 tâm siêu thế có 36 thuộc tánh. Dạ, cái này đọc rồi phải không sư? Dạ, sư Tề Tri cho con một tín hiệu à. Dạ, để con đọc phần chú thích. Chú thích: không có sự sai biệt về tương hợp tâm với thuộc tánh thì khỏi nói về tâm đạo và tâm quả siêu thế. Ở đây chỉ lập theo cách khác để rõ ràng dễ nhớ. Tâm sơ quả siêu thế có 36 thuộc tánh tương hợp, 13 thuộc tánh tự tha, 23 thuộc tánh tịnh hảo trừ vô lượng phần. Bốn tâm nhị đạo siêu thế có 35 thuộc tánh tương hợp, thuộc tánh tự tha trừ tầm, 23 thuộc tánh tịnh hảo trừ vô lượng phần. Bốn tâm tam quả siêu thế có 34 thuộc tánh tương hợp, 11 thuộc tánh tợ tha trừ tầm, tứ và hỷ, 23 thuộc tánh tịnh hảo trừ vô lượng phần. Bốn tâm quả ngũ thiền siêu thế tương hợp thuộc tánh cũng giống như bốn tâm quả tứ thiền, chỉ đổi lại thuộc tánh thọ là thọ xả. Dạ, bạch sư, con không bạch sư. Không bài không bạch sư, cho con một tín hiệu. Dạ hết. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Trác Đẳng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Con kính nhân mít đến sư ạ. Pháp này với cái tốt cảnh. Nhiều quý vị có nghe chúng tôi nói không? À, không biết sao chúng tôi lại
feel connected, Paul talks about bình dương bình. Tại vì nói một bình hai bình rất là phiền. Dạ. Thú vị như lời thực tập tôi xin nói thì khi mà chúng ta học tâm riêng, thuộc tánh riêng đó thì chúng ta lại hiểu cái ý nghĩa nó riêng biệt. Nhưng mà lúc chúng ta học về các thuộc tính thì chúng ta sẽ nhận ra rằng có những khía cạnh mà chúng ta sẽ tìm hiểu thêm riêng về những tâm siêu thế đó, thì có một cái đặc điểm của tâm siêu thế và chúng ta phải chú ý, mặc dù trong phần này không có đề cập đến siêu thế đó là tâm chứng niết bàn, lấy niết bàn làm cảnh. Và khi chứng niết bàn, lấy niết bàn làm cảnh thì những tâm này, đặc biệt là bốn tâm đạo, là có khả năng sát trừ phiền não. Thì thưa quý vị, và với cái chức năng rất là đặc biệt này thì ở trung tâm siêu thế có một cái sự kết hợp rất là nhuần nhuyễn nhưng mà rất là kỳ diệu của tám chi đạo ở trong bát chánh đạo. Tám chi đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và khi mà nói rằng sự kết hợp nhuần nhuyễn của tám chi đạo này đó, thì thứ nhất là ở trong phần kết hợp tương hợp giữa tâm và thuộc tánh thì nó có ẩn tàng ở đâu đó nhưng mà lại không có được nêu rõ ra. Thành ra người học được thường ít có khi chú ý đến. Chúng ta phải học những phần sau thì chúng ta mới thấy. Nhưng mà chúng tôi có đề cập đến trong các tâm thiền sắc chế và thiền vô sắc. Thì nói đến tâm thiền thì 50 chi thiền rất là quan trọng. Rất quan trọng khi nói đến tâm chi thiền, tâm tứ hỷ lạc định. Và khi nói đến 50 chi thiền đó, thì chúng ta bỏ rất nhiều thì giờ để bàn thế nào là khác biệt giữa sơ thiền và nhị thiền. Khi mà nhị thiền không có tâm, chỉ có tứ hỷ lạc định, tam thiền không có tâm tứ, chỉ có hỷ lạc định, và tứ thiền định, và ngũ thiền chỉ có xả và định. Thì như vậy khi mà chúng ta học về các tâm sắc giới và tâm vô sắc thì năm chi thiền được nói rất rõ. Lý do nói rất rõ mà học viên thường chú ý đó là bởi vì chính cái sự khác biệt của các thiền này trên các tầng thiền, sự khác biệt giữa sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đều dựa trên những yếu tố liên quan đến các chi thiền tầm tứ hỷ lạc định. Trong tâm siêu thế thì tám chi đạo rất là quan trọng, nhưng mà tám chi đạo nó lại không tạo nên một cái sự khác biệt của sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Thành ra 40 tâm siêu thế đều có các chi đạo này. Chính vì vậy các học viên thường lại không có chú ý, và thường không chú ý về tám chi đạo. Tám chi đạo mà cùng có mặt ở trong 20 tâm đạo và 20 tâm quả đó là một ý nghĩa lớn và một ý nghĩa quan trọng. Và chúng ta phải hiểu theo cách hiểu vĩ mô, theo cách nói trên bình diện rộng đó, mà chúng ta gọi cách nói đại loại,
thì bát chánh đạo được hiểu một cách rời rạc. Thí dụ như đời sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta học tu tập chánh ngữ, tu tập chánh nghiệp nó riêng biệt. Trong đời sống chúng ta có khi chúng ta tu tập chánh niệm, chánh định cũng riêng biệt. Nhưng mà trong sự tu tập có tính cách mật thiết ấy, thì đôi lúc chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh đạo là giới thanh tịnh được xem là bước đầu. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là định học tăng trưởng, tăng trưởng là bước kế tiếp, hay là chúng ta gọi là tâm thanh tịnh. Chánh kiến, chánh tư duy nó thuộc về kiến thanh tịnh, là giai đoạn thứ ba, tức là có lớp làm, có thứ lớp. Nhưng mà rồi trong cái giây phút mà chứng đắc, chứng đạo, chứng quả, những chúng ta đã học qua rồi, thì trong cái sát na, một cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó, thì không có sự sanh khởi rời rạc, không có sự sanh khởi thứ lớp tuần tự, mà tám chỉ đạo này đồng sanh một lực. Như này chúng ta có thể tạm thí dụ cho dễ hiểu là lúc mà mình đi học thì vào lớp học thì chúng ta học môn địa lý riêng, sử ký riêng, học về toán riêng, học về văn riêng, chứ chúng ta phải học rộng chung với nhau được. Nhưng mà ở cuối khóa mà đi thi ấy, thì lúc đó chúng ta phải cần đến một cái tổng lực. Tổng lực này là kết tinh của tất cả một năm dài học. Thì khi mà gọi là cái tổng lực đó, nó có khác với cái giai đoạn mà chúng ta đang học. Giai đoạn mà chúng ta đi học thì chúng ta học hoặc là phân chia rời rạc, hoặc giả là có cái trình tự trước sau. Nhưng mà đối với lúc mà chúng ta đi thi, ngày thi, chúng tôi cũng biết ở Việt Nam có thi giữa khóa không, nhưng mà ở Việt có thi khi midterm rồi thi final, thì dùng là giữa khóa hay là cuối khóa được, thì chúng ta cần đến tổng lực, một cái sự vận dụng toàn bộ, một sự vận dụng toàn bộ những gì mà chúng ta đã học. Chúng tôi hy vọng cái thí dụ đó nó tạm để chúng ta hiểu rằng tại sao bác di đạo đó là được hiểu một cách rời rạc, và bác chỉ đạo ở trong sự tu tập đó thì là như là mình tu tập giới định tuệ hay là về thất tịnh thì nó lại có cái lớp lam trước sau. Và khi mà nói đến bác chỉ đạo hiện hữu trong tâm đạo lúc đắc đạo chứng quả đó, thì nó là một tổng lực gồm cả bác chỉ đạo cùng sanh. Thì trong về bác chỉ đạo này đó, có hai điều mà chúng tôi muốn nói ngoài lề ở tại đây. Và hai điều này đó thì chúng tôi sẽ nói một phần, và tại vì hôm nay chúng tôi phải đi nha sĩ, chúng tôi rời ngay lớp học, thì khi chúng tôi rời ở đây thì có tỉnh từ tuần tôi siêu nói thêm phần sau, nói thêm điểm kế tiếp. Nhưng mà điểm đầu tiên đó, thưa quý vị, có một sự khác biệt lớn giữa Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Nguyên Thủy về điểm này. Phật giáo Đại Thừa đó thì đề cập đến cái đích điểm cao vời của cứu cánh giải thoát là một sự dung hợp diệu dụng giữa đại bi và đại trí. Đại bi chúng ta gọi là lý tưởng Bồ Tát hạnh, là thương xót tất cả chúng sinh. Và đại trí được hiểu phải thông bằng giáo Đại Thừa gọi là trí tuệ bát nhã. Trí tuệ bát nhã ở đây tức là trí tuệ đó thể nhập vào tánh không, thấy được vạn pháp là tánh không. thì đại bi và đại trí về định nghĩa
thì không có gì khác biệt giữa Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo đại thừa, không có gì khác biệt trong sự định nghĩa. Nhưng mà ở tại cái đỉnh điểm của sự giác ngộ đó thì có một sự khác biệt lớn. Ví dụ chúng ta nghe một câu thần chú rất là quen thuộc của Phật giáo Bạch Tông, mà Phật giáo đại thừa rất là phổ biến, đó là Án Mani Bác Dị Học. Người ta chỉ đọc những câu thần chú thôi, nhưng mà câu đó trong tiếng Phạn là Om Mani Padme Hum. Om, Om thay là chữ Án, Om nghĩa là hợp nhất, nguyên nguyên hợp nhất. Padmani, Om Mani, chữ Mani nghĩa là viên ngọc, dạ, Mani là viên ngọc. Padme Hum tức là hoa sen, dạ, ngọc sáng trong hoa sen. Thì cái viên ngọc Mani đó là biểu trưng của trí tuệ bát nhã, và hoa sen Padme Hum là biểu tượng của đại bi. Thì đối với Phật giáo đại thừa và đối với những người tu Phật tông đó, thì các vị cũng đồng ý rằng khi mà chúng ta nhìn cuộc sống qua cái nhìn của tánh không, dạ, thí dụ như là ngũ uẩn giai không, hay là tứ đại giai không, hay là sắc thọ tưởng hành thức đều là vô ngã, đều là rỗng không, cái đó gọi là cái nhìn của trí tuệ bát nhã, tất cả đều là không. Nhưng mà khi mà khởi tâm đại bi thương xót chúng sanh ấy, thì nó là thuộc về có, dạ, có chúng sanh, có đau khổ. Thì giống như trong đời sống hàng ngày, nếu mà mình nói rằng tất cả đều chỉ là hiện tượng của khách, thì mình không có gì để khởi tâm bi hết. Cái này vừa là thấy tất cả đều là hiện tượng của tánh không, mà còn khởi tâm bi mẫn, thì nó sanh khởi cùng đục. Thì cái sự kết hợp đó là một cái gì rất là diệu dụng, rất diệu dụng. Thành ra Phật giáo đại thừa câu là niết bàn và sanh tử không có khác. Nói theo cái hiểu mà quy nguyên đó, tức là cái cảnh niết bàn và cảnh sanh tử nó không có khác biệt. Và tại đạt đến đỉnh điểm sự kết hợp dung thông giữa đại bi và đại trí. Nhưng mà trong Phật giáo nguyên thủy Tam Tạng Pali, và đặc biệt trong Thánh Pháp đó, thì từ bi hỷ xã và bát chi đạo đó, trong tám chánh đạo đó, là có hai cảnh khác nhau. 40 tâm siêu thế ở đây lấy niết bàn làm cảnh, còn tâm bi tùy hỷ, từ bi hỷ xã lấy chúng sanh làm cảnh. Thì quý vị phải nghe rõ cái điểm này. Cái chúng sanh làm cảnh, thí dụ như là tâm tư là thấy muôn loài chúng sanh, cho mỗi chúng sanh được hạnh phúc. Tâm bi là lấy chúng sanh đau khổ làm đối tượng, tâm hỷ là thấy chúng sanh hạnh phúc làm đối tượng nhé. Thì như vậy một bên đó là lấy chúng sanh làm cảnh, một bên lấy niết bàn làm cảnh. Thành ra trong 40 tâm siêu thế hoàn toàn lấy niết bàn làm cảnh, nên 40 tâm siêu thế không có vô lượng Phật, bi và tùy hỷ. Và hai cái thuộc tánh vô sân và trung hòa hay là quân bình đó, hai thuộc tánh đó cũng không lấy chúng sanh làm cảnh, tức là tâm từ và tâm xả. Chỉ quý vị nhớ như vậy, tức là bốn vô lượng tâm từ và hỷ xả không có ở trong 40 tâm siêu thế. Tại 40 tâm này lấy niết bàn là có niết bàn là cảnh. Đó là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai là chúng tôi chỉ lưu ý quý vị điểm này. Điểm này nó có hơi dài dòng một chút, nhưng mà chúng tôi sợ pha loãng ra, nhưng mà rất là quan trọng, rất quan trọng. Mà lát nữa chúng tôi từ siêu sẽ giảng. Hồi nãy chúng tôi có điện đến nhờ chúng tôi từ siêu giảng, tại vì chúng tôi còn muốn trình bày một phần tiếp theo cho nó kịp giờ chuẩn bị. Bài học hôm nay hơi dài một chút. Đó là khi mà chúng ta nói đến thiền, nói đến chana, như là thiền sắc giới, là thiền sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền đó, thì chúng ta nhấn mạnh đến năm chi thiền là tầm tứ nghĩ lạc định. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến tâm siêu thế thì chúng ta nói đến tám chi đạo, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là trọng điểm. Ở trong các tâm thiền đó thì năm chi thiền tầm tứ nghĩ lạc định nó được nêu rõ
Bởi vì chính năm chi thiền này tạo nên sự khác biệt giữa các tầng thiền. Ở trong bát chánh đạo thì tám chi đạo lại không tạo sự khác biệt. Cả 40 tâm siêu thế đều có tám chi đạo hết. Nhưng mà vấn đề nó nằm chỗ này. Là trong năm chi thiền đó, thì cái chi thiền đầu tiên là thuộc tánh tâm. Quý vị nhớ thuộc tánh tâm. Cái thuộc tánh này rắc rối. Khi chúng ta học thuộc tánh tâm rắc rối. Và trong bát chi đạo đó thì có chánh tư duy. Chánh tư duy cũng là thuộc tánh tâm. Tại bát chi đạo và chi thiền đó, nó lại có một sự chúng ta gọi là dẫm chân lên nhau trùng lập, tức là cái thuộc tánh tâm. Nhưng mà cái thiền, và ở đây quý vị phải hiểu, lát nữa thừa tôi sẽ giảng đó, là nếu mà trên phương diện chi thiền đó, trên phương diện chi đạo đó, thì cả 40 năm siêu thế đều phải có thuộc tánh tâm. Và quý vị nhớ rõ nha, đều phải thuộc tánh tâm. Tại vì tâm là chánh tư duy. Không biết quý vị nghe được không? Dạ, tâm là tánh chánh tư duy. Nhưng mà trên phương diện chi thiền á, thì những tâm sơ đạo, sơ quả, nhị thiền, sơ đạo, sơ quả, tam thiền, những cái tâm siêu thế, nhị thiền, siêu thế, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền là không có chi tâm. Bởi vì đã nhị thiền lên tới ngũ thiền sao có chi tâm được. Đây là vấn đề mà lát nữa chúng ta sẽ đề cập đến. Cái này nó là phiền giữa chi thiền và chi đạo. Thưa quý vị, quý vị có thể chờ chúng tôi một chút. Bây giờ chúng ta nói sang một điều khác, đó là trong tám chi đạo thì lại có ba cái chi thuộc về giới học tăng trưởng, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì trên cái bình diện rộng ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta hay là sự tu tập đó, chánh ngữ là ngăn ngừa cái lời nói ác, chánh nghiệp là ngăn trừ cái hành động ác, chánh mạng là ngăn trừ cái sinh kế tà bại. Ba điều đó thuộc về ba phạm trù khác nhau, ba lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà trên cái cách nói vĩ mô của tâm siêu thế đấy, thì chúng ta nhớ một điều rằng tâm siêu thế lấy niết bàn là cảnh. Và riêng đối với tâm đạo đó, nó lại có một cái công năng. Ở trong tâm đạo nó có một cái chức năng rất là đặc biệt, là vừa thấy niết bàn và cũng là vừa đoạn được kiết sự. Điều này nó tương tự như trường hợp là chúng ta nghe một cái mô tả về anh A, cô B, và sự mô tả đó nó xuất hiện một cái hình ảnh tưởng tượng trong đầu của chúng ta, tưởng tượng rằng trong mô tả thì A như vậy, cô B như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta vừa giáp mặt gặp trực tiếp anh A và cô B đó, thì cái giây phút đầu tiên thấy mặt người đó, vừa là thấy người đó mà vừa là cũng xóa tan đi tất cả những cái tưởng tượng, tất cả những ảo giác, tất cả những cái hình dung mà nó không có chính xác về người đó. Nó tuy hai mà một, tuy một là hai, tức là vừa thấy người thật mà vừa làm tan biến đi người giả. Cũng như người ta nói rằng ánh sáng bật lên thì cùng lúc đó, ánh sáng bật lên và cùng lúc là bóng tối tan biến. Sự ba tan biến của bóng tối và sự bật lên của ánh sáng, nó là một. Thì khi chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta mới hiểu tại sao mà những cái pháp chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng trong đời sống hàng ngày
nó là ba cái động thái riêng lẻ, nhưng mà trong tâm đạo tông quả đó thì nó chỉ đơn thuần đó là đoạn trừ ác pháp. Và cái đoạn trừ ác pháp, xua tan ác pháp, nó có thể là đoạn trừ vĩnh viễn như là ở trong tâm sơ đạo, tam đạo, tứ đạo, hoặc giả là giảm thiểu vĩnh viễn như là trong tâm nhị đạo, giảm thiểu dục ái và sân. Thì thưa quý vị, ở cái mức độ của tâm siêu thế thì vừa là thấy niết bàn mà vừa là đoạn tận cái mầm mống sanh tử. Do thấy niết bàn, đoạn tận mầm mống sanh tử nên cái gọi là ngăn trừ những điều ác quế của chính người, chính nghiệp, chính mạng ở đây nó không giống như là cái bình thường chúng ta làm, và nó không giống, và đó là một sự kết hợp rất là nhiều nhịp. Và về điểm này chúng ta phải hiểu, chúng ta phải hiểu tại sao mắt di đạo đồng sanh ở trong tâm siêu thế. Và cũng từ điều mà chúng tôi đang nói tại đây là ở trong các tâm siêu thế, 20 tâm đạo, 20 tâm quả siêu thế không có vô lượng, không vô lượng phần. Thì dĩ nhiên là chúng ta kể vô lượng phần nên chúng ta chỉ hiện được bi, tùy hỷ, nhưng mà chúng ta nói luôn cả bốn vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, mà tức là vô sân và trung hòa hay là quân bình, mà lấy chúng sanh làm đối tượng thì không lấy chúng sanh đối tượng, mà ở đây là lấy niết bàn đối tượng. Cái điểm này cái mà chúng ta phải hiểu. Chỉ có điều mà các vị giảng sư đôi khi cố ý làm ngơ. Nhưng mà rồi ở đây chúng tôi cũng phải nói đó là lẽ ra trong tâm đạo đó thì mình nhấn mạnh về chi đạo. Nhưng mà ở đây không có gì phải nhấn mạnh nhiều hơn ngoài những điều chúng tôi vừa trình bày. Bởi vì trong 40 tâm siêu thế là bát chi đạo giống nhau. Giống nhau. Trong 40 tâm siêu thế. Nhưng mà một điểm mà các vị giảng sư không muốn làm cho chúng ta bị rối trí đó, đó là phải đề cập đến các chi thiện. Thì ở đây nếu quý vị nhìn trong 40 tâm đạo thì nó có 8 hạt: sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ đạo quả, nhị quả và bốn quả, tứ quả. 8 hàng mà 5 cột. Thì cái 8 hàng này không được nói nhiều, bởi vì cái sự tương hợp giống nhau. Nhưng mà 5 cột á, chúng tôi làm 5 màu. Nếu quý vị nhìn vào trong sơ đồ 5 màu đó, nó tượng trưng cho 8 tâm sơ thiền, 8 tâm nhị thiền, 8 tâm tam thiền, 8 tâm tứ thiền và 8 tâm ngũ thiền. 8 tâm sơ thiền thì có tất cả là 36 thuộc tánh tương hợp. Để quý vị nhớ 36 đó là 13 tờ tha, 19 tịnh hảo, biến hành, 3 cái thuộc tánh ngăn trừ Phật và thuộc tánh trí tuệ. Đó là 36. Bây giờ nó đến 8 tâm siêu thế nhị thiền. Quý vị nhìn thấy một hàng thẳng từ trên dưới nhị thiền đó, thì chúng ta bỏ tâm đi. Để bỏ tâm đi. Bỏ tâm nhưng mà không. Cái vấn đề ở tại đây đó là lát nữa thì luật sư sẽ giảng là chánh tư duy nó là thuộc tánh tâm, mà cái chi thiền tâm đó nó cũng thuộc tánh tâm. Nhưng mà tại sao trong tâm nhị đạo tam đạo mà có chánh tư duy mà lại không có thuộc tánh tâm? Thì tâm nhị đạo là chúng ta bỏ đi thuộc tánh tâm, bởi vì nó đang nhị thiền. 8 tâm siêu thế tam thiền đó, bỏ tứ tâm và tứ. 8 tâm siêu thế tứ thiền đó, thì chúng ta bỏ đi tâm tứ và hỷ. Và
tám tâm siêu thế ngũ thiền đó, thì cái thọ mà thọ lạc đó, tôi biết là thọ xả, chỉ gọi là xả và định. Theo trong thánh pháp âm thâm đó, thì ngay cả một người không có tu thiền, nhưng mà trong lúc đắc chứng sơ đạo, đắc chứng tu đạo, ví dụ như trường hợp của ông Cấp Cô Độc và Quý Sa Kha hay là Vua Bình Sa Vương, thì trong cái giờ phút đắc sơ đạo đó, đắc quả tu đạo rồi, cho dù vì nó không có tu thiền, thì cái tâm thái của giờ phút đắc đạo đó, nó là cái tâm tương đương, và nó chính là tâm sơ đạo sơ thiền, tức là chứng được niết bàn, đoạn được thân kiến ngoài giới cấm thủ, có sung mãn đầy đủ năm chi Phật, tầm tứ hỷ lạc định. Thì đó là sự vi diệu của niết bàn. Thật ra không có cái trường hợp nào mà tâm siêu thế mà không có thiền chi. Tâm siêu thế chỉ có tám tâm sơ thiền, tám tâm nhị thiền, tám tâm tam thiền, tám tâm tứ thiền, tám tâm ngũ thiền. Và chúng ta cứ dựa trên những thiền, những cái tầng thiền đó mà chúng ta loại bỏ các cái thuộc tính như là tầm tứ thì về điểm này thì chúng ta đã nói qua tâm sắc giới, tâm vô sắc giới rồi. Cái này là cái mà chúng ta cần cần chú ý. Thứ gì chúng tôi không muốn làm một cái sự trùng lặp lại là một lần nữa, nhưng mà ở đây thì chúng tôi muốn nhắc lại là tâm quả đó, tâm quả của tâm siêu thế đó. Cái chữ tâm quả nó phải khác với cái tâm quả của dục giới. Quý vị nhớ tâm quả gì thuộc dục giới? Tâm quả này đó, nó là một cái phiên bản tiếp theo. Thí dụ như ngay trong giờ phút đắc đạo thì cái tâm sơ đạo khởi lên đó, thì cái tâm sơ đạo đầu tiên đó, nó là nó giống như tâm trục sinh vậy đó, nếu phần gọi là sanh vào trong trục thánh tập, thì cái tâm sơ đạo đó do nó khởi lên đầu tiên đó, nó có cái công năng là sát trừ hay là giảm thiểu vĩnh viễn những kiết sự. Trong trường hợp tâm sơ đạo thì sát trừ thân kiến hoặc nghi giới cấm thủ. Thì cái tâm sơ quả nó sanh khởi tiếp theo, thì cái tâm sơ quả đó đó, nó lại giống y hệt như tâm sơ đạo, nhưng mà những tâm quả này lại không có cái công năng sát trừ hay giảm thiểu phiền não. Tại vì cái việc của tâm sơ đạo đó làm rồi, thế nên đó là lý do tại sao mà có sự khác biệt giữa tâm đạo và tâm quả. Và tâm sơ đạo chỉ sanh một sát na, và đối với những tâm nó không bao giờ lặp lại, tâm đạo thì không bao giờ lặp lại. Ví dụ như một vị đã chứng sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo thì vĩnh viễn không bao giờ lặp lại, tại vì cái đó đã chứng rồi. Thì nếu đắc sơ đạo rồi thì chỉ có sau này đắc thêm nhị đạo, nếu đắc nhị đạo rồi sau đắc tam đạo, tam đạo sau đắc tứ đạo thôi, chứ không trường hợp là tâm nhị đạo, tâm sơ đạo mà lặp lại, tâm nhị đạo mà lặp lại với một người, không có. Còn tâm quả đó, thì khi nhập thiền quả đó, thì lại có. Dạ. Tâm quả thì nhiều sắc ra, thành ra sao? Thành ra chuyện đó chúng ta đã học trong phần tâm, chúng tôi không muốn nhắc lại tại đây. Nhưng quý vị nhớ một điều là không có sự khác biệt trong cái sự phối ngẫu của tâm và tánh. Khi mà chúng ta nói đến tâm đạo siêu thế và tâm quả siêu thế, tâm đạo siêu thế và tâm quả siêu thế, về phương diện thuộc tánh thì giống nhau thôi. Ví dụ quý vị đem cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền của tâm sơ đạo đó, của tâm đạo đó, của áp dụng tâm đạo siêu thế, áp dụng y hình như tâm quả siêu thế, và không có khác. Và về điểm này chúng ta nhớ. Hồi nhỏ chúng tôi đi học, thì ngày tư sử ngày có một cách tính. Cách tính trong thánh pháp mà dễ nhớ là thay vì chúng ta tính thêm vào thì chúng ta tính bớt đi. Tính bớt đi thì dễ nhớ. Ở trong trường hợp tâm siêu thế này thì rất là dễ nhớ. Ví dụ như bây giờ mình có
tức là cái sự tương hợp giữa tâm thế, tâm và thuộc tánh đối với tâm chưa thế. Thì đầu tiên á, trong 52 thuộc tánh á, thì chúng ta loại bỏ 14 thuộc tánh bất thiện. Trong bất thiện, thuộc tánh bất thiện sẽ có trong tâm, trong các tâm chưa thế được, các tâm tình hảo được. Thành ra loại bỏ 14, chúng ta chỉ còn lại 13 trở tha và 25 thuộc tánh tình hảo. Ở cái 25 thuộc tánh tình hảo đó, thì chúng ta nói rằng các tâm siêu thế lấy niết bàn làm đối tượng chứ không phải lấy chúng sinh làm đối tượng. Giờ đó chúng ta loại bỏ luôn hai cái vô lượng phần và bi và tùy hỷ. Thì bây giờ chúng ta còn lại bao nhiêu? 13 trợ tha, 19 tịnh hảo biến hành, 3 ngăn trừ phần và thuộc tánh trí tuệ. Thì trước nhất là trong cái phần thuộc tánh tịnh hảo đó, thì trong 80 tâm, trong 40 tâm siêu thế đó, chúng ta giữ y nguyên như vậy. Giữ y nguyên ở đây tức là luôn luôn có 19 thuộc tánh tịnh hảo biến hành cộng với 3 thuộc tánh ngăn trừ phần và thuộc tánh trí tuệ. Tổng cộng là chúng ta có 23 thuộc tánh tịnh hảo. Riêng về tức là thuộc tánh tịnh hảo đó, có 25 mà chúng ta chỉ loại bỏ hai cái bi và tùy hỷ, tức là vô lượng phần, rất là dễ nhớ. Rồi trong cái thuộc tánh trợ tha đó, tỷ lệ quyết định nhiều về các tinh thiện. Tinh thiện là tầm tướng thì đạt định. Sơ thiện, tất cả những tâm siêu thế nào sơ thiện thì loại bỏ tâm. Tâm nào mà thuộc về vị thiện thì loại bỏ tâm tướng. Tam thiền thì nhị thiền bỏ tướng, tâm tướng. Tam thiền thì bỏ tâm tướng hỷ. Tứ thiền mà ngũ thiền thì cũng loại bỏ tâm tướng hỷ, chỉ còn xả. Mà trong tứ thiền thì thọ là thọ lạc, tới chừng đủ ở ngũ thiền thọ xả. Quý Phật tử có điểm này cần lưu ý là khi mà chúng ta học về tâm duy tác này, dục giới, tâm duy tác sắc giới và tâm duy tác vô sắc, thì quý vị có nghe nói đến là tâm duy tác đạo đại, tức là dục giới và sắc giới và vô sắc đó, không có ba cái ngăn trừ phần, bởi vì đó là tâm thiền và tâm của vị A-la-hán. Và trong tâm duy tác dục giới tịnh hảo, tức là cái tâm sinh hoạt đời sống hàng ngày của chư vị A-la-hán ấy, thì cũng không có ngăn trừ phần, không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh đẳng, bởi vì các vị đó đã thanh tịnh, không còn có ba cái này được. Nhưng mà có một điều này các vị phải lưu ý là trong tâm tứ quả siêu thế, tâm tứ quả là sau tâm đạo đó, thì tâm tứ quả nó có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh đẳng. Trong tâm tứ quả nó có chánh nghiệp, chánh đẳng, mặc dù ngay trong cái sát na tâm tứ quả đạo đó đã đoạn tầng phiền não rồi, nhưng mà chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh đẳng ở đây không phải là cái sự ngăn ngừa sự sai quấy của lời nói ác, của hành động ác, của sự nuôi mạng không chân chánh như chúng ta hiểu trong cuộc sống bình thường. Thật ra khi mà chúng ta học về
cái diệu pháp á, học thánh pháp Abhidhamma thì nhớ một điều là nó có hai cách nói. Cách nói theo vĩ mô và cách nói theo bình diện rộng. Thì nói theo thắng pháp đa phần là nói theo vĩ mô đó, thì có những điều là khả dĩ, khả thi, khả hữu, nhưng mà đối với những bình diện rộng là bất khả. Chứ là bất khả là ví dụ như trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, như bây giờ chúng ta đang nói chuyện đây, thì chúng ta đang sinh hoạt đời sống bình thường, chánh ngữ riêng, chánh nghiệp riêng, chánh mạng riêng, và không thể nào cùng lúc ba điều xảy ra, thì trong đời sống hàng ngày thì ba pháp đó nó không thể đồng sanh, mà sự đồng sanh là điều bất khả. Nhưng mà trong tâm siêu thế thì tám chi đạo sanh khởi một cách diệu dụng, một cách đặc thù riêng ở trong tâm đạo, tâm quả siêu thế, tâm đạo siêu thế, tâm quả siêu thế. Thì cái đó là một trường hợp, là một trường hợp khả hữu, một trường hợp mà vừa khả hữu và vừa hãng hữu, tức là nó hiếm khi xảy ra đối với tâm siêu thế. Hồi nãy chúng tôi có ví dụ là khi mình đi học đó, thì khi đi học ở trong giữa khóa, ở trong lúc đang học đó, thì các môn học phải được phân chia, được phân định đặt rồi riêng biệt. Học sử là học sử, học địa là học địa, học vật lý là vật lý, khoa học chứ không thể học chung. Nhưng mà khi đi thi thì nó phải là một tổng lực. Ví dụ cái ngày đi thi là phải một tổng lực, thi phải làm sao phải tổng lực, chứ không thể nào mình ngồi đó mình chia ra tiền. Rồi điểm này thế, tại sao chúng ta cần cách nói vĩ mô và cách nói trên phương diện bình diện rộng, nó có đại loại như vậy. Thứ thì như chúng tôi có nói rằng hôm nay thì chúng tôi vẫn đi nha sĩ, và bây giờ thì phải chuẩn bị để rời chùa. Và chúng tôi sẽ, khi mà lên xe rồi thì chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, và khi đến chỗ thì chúng tôi có một ít giờ phút ở ngoài parking xe và chỗ phòng, chúng tôi sẽ điều hành chương trình còn lại. Nhưng bây giờ thì kính cung kính thượng tọa Thiệu Sư Hoa Kỳ thì là giúp giảng cho phần tiếp theo. Chúng tôi nhắc quý Phật tử là khi mình học thắng pháp đó, những con số rất là quan trọng. Nhưng mà hiểu con số rồi, đừng chỉ nhớ con số, phải hiểu ý nghĩa tại sao nó có, tại sao nó không. Và chúng ta không hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ có một thiệt thòi rất lớn. Và khi mà mình đi học đó, mà mình chỉ học những con số không, mình không làm bài toán, mình không có giải được cái bài toán toán đố được. Và họ nhỏ chúng ta học toán đố đó, thì những cái bài toán đố đó nó bắt buộc chúng ta phải siêu lực, và chúng ta mới thấy tại sao trong những bài toán đố đó cái những cái pháp toán số như là cộng trừ nhân chia nó lại có ý nghĩa, có giá trị. Thành ra các vị quan hệ chú ý là nó nghe hơi bệnh một chút, nhưng mà nó lại cho chúng ta những cái ý nghĩa, nó tinh tế, nó rõ ràng. Và chúng ta phải nói một điều, khi mà quý vị học một lúc nào đó thì chúng ta sẽ cảm thấy gần giống như người là nghiên môn học này, tại vì môn học này cho chúng ta rất nhiều điều lợi lạc. Bây giờ thì thay mặt đại chúng kính cung kính thượng tọa Từ Siêu, không biết thượng tọa có ở trước máy nghe được không, kính cung kính thượng tọa. Chúng quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút, hình như trường hợp Thầy Siêu không có ở trước máy, không biết là trường hợp Thầy Siêu trường tỏ có nghe được không. Nếu trường tỏ Thầy Siêu nghe được trường tỏ quan hệ chờ,
Thí dụ như 4 tâm sơ quả với 4 tâm sơ đạo giống nhau, 4 tâm nhị đạo với 4 tâm nhị quả giống nhau, 4 tâm tam đạo với 4 tâm tam quả giống nhau, 4 tâm tứ đạo 4 tâm tứ quả giống nhau. Dạ. Nhưng mà rồi chúng ta phải để ý về bát chi đạo. Dạ, bát chi đạo. Và điều mà chúng tôi muốn thượng tọa từ siêu giảng tiếp theo nó hơi dài dòng một chút, đó là trong năm chi thiền đó, thì tâm nó là thuộc tánh tâm, tứ là thuộc tánh tứ, hỷ là thuộc tánh hỷ, lạc đó thuộc về thuộc tánh thọ, và định là thuộc tánh nhất hướng hay thuộc tánh nhất hành. Nhưng mà ở trong trong siêu thế thì có 8 chi đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tư tấn, chánh niệm, chánh định. Thì chánh tư duy nó lại là thuộc tánh tâm, thuộc tánh tâm. Chánh kiến là thuộc tánh trí tuệ. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là thuộc tánh chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh tư tấn là thuộc tánh tâm. Và chánh niệm là thuộc chánh niệm. Và định lực cũng là thuộc tánh định. Thì cái định thì chúng ta không nói, nó có sự trùng hợp giữa chi thiền và chi đạo. Nhưng mà thu riêng về thuộc tánh tâm á, thì quý vị chú ý là khi mà tâm là chi thiền đó, thì nó chỉ có mặt trong tâm sơ thiền, từ tâm nhị thiền đến tâm ngũ thiền không có. Nhưng mà tâm là tánh tư duy đó, thì nó lại có mặt cả trong cả 40 tâm siêu thế. Ở đây là vấn đề, không biết chúng tôi nêu lên vấn đề gì vậy, quý vị nghe rõ không? Thuộc tánh tâm trên phương diện chi thiền đó, thì nó trên phương diện chi thiền thì có. Và dạ thấy tập tư sư rồi. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi phải đi nha sĩ, do vậy bây giờ thì chúng tôi phải rời chùa và thỉnh tập tư sư giảng. Khi mà tới phòng nha sĩ, chúng tôi sẽ đọc bài Phật kinh để tiếp tục điều học phần còn lại. Bây giờ thì kính cùng tỉnh thực tập tư sư Quang Kỷ giảng cho phần tiếp theo. Kính cùng tỉnh thực tập. Nam mô Bụt Thầy. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi tổ chức đẳng có công việc đi nhà sĩ, nên cái phần thời gian này chúng tôi sẽ tiếp lời để giảng thêm khi nãy chúng tôi rất đặng có đề cập đến vấn đề cái tâm siêu thế là cái tâm đạo tâm quả, nó có đủ bát chi đạo. Nhưng mà đủ bát chi đạo là tâm siêu thế sơ thiền, sơ đạo sơ thiền, nhị đạo sơ thiền, tam đạo sơ thiền, tứ đạo sơ thiền, sơ quả sơ thiền, nhị quả sơ thiền, tam quả sơ thiền, tứ quả sơ thiền, thì tám cái tâm siêu thế sơ thiền mới có chánh ngữ, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh đạo, chánh tinh tấn, chánh định, chánh định. Còn từ nhị thiền trở đi đó, tâm siêu thế nhị thiền, tâm siêu thế tam thiền, đạo quả tứ thiền, đạo quả ngũ thiền, thì nó lại thiếu cái chi tâm. Cho nên nếu kể về bậc chánh đạo thì không có chánh duy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đặt vấn đề, nếu thiếu chi tâm, thiếu chánh tư duy như vậy thì cái hiệu năng của bát chánh đạo để sát trừ phiền não nó có
bị ảnh hưởng cái gì hay không, và lý do tại sao mà từ tâm nhị thiền trở đi lại thiếu chánh tư duy. Thì ở đây thứ gì, nếu như trong quá trình tu tập bằng cái tâm thiện dục giới, tu tập về chánh kiến, tu tập về chánh tư duy, tu tập chánh ngữ, tu tập chánh nghiệp, tu tập chánh mạng, tu tập chánh tinh tấn, tu tập chánh niệm, tu tập chánh định, thì khi mà đang tu tập như vậy mà hễ thiếu một cái chi phần nào thì xem như là bị một cái lỗ hổng. Thí dụ như thiếu chánh tư duy thì tà tư duy nó sẽ xâm nhập, bởi vì đó là một cái lỗ hổng. Nhưng mà ở đây đối với bát chánh đạo, đối với tâm siêu thế thì bát chánh đạo hiện ở trong siêu thế, chỉ có ứng khởi, bát chánh đạo chỉ ứng khởi. Thật ra thì kể từ lúc mà tu tập tuệ quán minh sát, là phát triển chính cái tuệ minh sát ở phía trước, kể từ phân định danh sắc, cho đến thuận thứ tuệ, và tuệ chuyển tập. Trong những tuệ minh sát đó thì đã trừ, đã ngăn được tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định rồi. Và khi mà tuệ đạo Mahayana và tuệ quả khởi lên thì lúc đó có đủ bát chi đạo để mà gọi là biết cảnh niết bàn, biết cảnh niết bàn. Và cái chỗ đó khi mà ứng khởi bát chánh đạo thì xem như là cho thấy rằng tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng và những phiền não tương ưng với bát tà đó là nó bị tiêu diệt. Ở đây chúng ta cũng nên hiểu như thế này: khi mà người ta xuất binh, nó có hai trường hợp: xuất binh để đánh giặc, để chiến đấu với quân địch, thì lúc đó các loại binh chủng của vua như là bộ binh, mã binh, tượng binh, sao binh, vân vân, tất cả những binh chủng của nhà vua đó
chúng ta nói theo kinh điển, nói kinh điển xưa chứ chúng tôi không muốn dẫn chứng ngay bây giờ, dẫn chứng trong cái thời đại hiện tại. Thì các cái binh chủng đó đánh trên bờ hay đánh ở dưới nước, đánh đường thủy hay đánh đường bộ hay đánh đường hàng không, thì lúc đó nếu thiếu thì không thể tiêu diệt được quân giặc. Nhưng mà cái ngày mà ra binh để đi diễu hành trong cái ngày lễ đó, thì sự có mặt của các loại binh chủng chỉ để là phô trương thanh thế, phô trương cái sức mạnh của quân lực mà thôi. Cái điều đó nó không phải là cái lỗ hổng để mình tấn công được. Ở đây chúng ta cũng nên biết rằng vì cái tâm siêu thế nó khởi lên sanh theo cái trình độ thiền chứng hiện thế của vị hành giả. Nếu vị hành giả đắc sơ thiền sắc giới rồi chứng đạo quả, thì đạo quả đó là đạo quả sơ thiền. Thì có sơ thiền thì có tầm tứ hỷ lạc định, do đó sơ thiền đạo quả sơ thiền vẫn có tập. Thì tâm ở trong chi thiền, tâm đó là nó đối trị với hôn thủy cái, nhưng mà tâm mà nó thuộc về chi đạo thì nó thuộc về chánh tư duy để mà sát trừ hay là loại bỏ cái tà tư duy. Hãy tầm ở trong sự thế khởi lên thì loại bỏ tà tư duy và những phiền não tương ứng với tà tư duy đó. Ở đây thưa quý vị, khi mà đắc nhị thiền sắc giới thì bỏ tâm, tam thiền bỏ tứ. Từ nhị thiền cho đến ngũ thiền sắc giới hay là thiền vô sắc giới thì không còn tâm nữa. Thì không còn tâm là bởi vì cái trạng thái thiền chứng lúc đó quá thuần thục. Thiền chứng lúc đó quá thuần thục. Cho nên không cần phải cái sự hướng tâm đến cảnh, hướng tâm đến đề mục. Thì khi mà vị đã đắc được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, để ngũ thiền rồi, rồi mới chứng đạo quả siêu thế. Thì đạo quả siêu thế này cũng theo cái sự thuần thục đó mà nó thiếu tầm. Nhưng mà thiếu tầm chỉ có nghĩa là vì thuần thục nên không có hướng tâm đến cảnh, không cần, chỉ là bám sát theo đối tượng thôi. Thì tâm được có cái vai trò đó, cho nên là thiếu người
Nhưng nếu mà chúng ta đặt cái trường hợp thiếu tầm, tức là thiếu chánh tư duy, chúng ta nghĩ rằng còn một cái lỗ hổng thì cái điều đó nó không đúng. Là bởi vì có cái sự chuẩn bị sẵn sàng ngay từ khi mà tuệ quán đã chứng được, đã thành tựu được tuệ quán, thì lúc bây giờ đạt đến cái tiếng thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Hành lộ tri kiến tịnh rồi, thì khi mà đạt đến bốn tịnh đó, thì cho đến khi chứng được đạo quả, tức là tri kiến thanh tịnh, nhà nắng đất sinh nắng người xuất trí, thì lúc đó thưa quý vị, xem như là phiền não nó không có mặt, nó ở đâu nó xa lắm, nghĩa là nó bị trấn áp từ lúc đó rồi. Thì như vậy ở đây gọi là cái sự thiếu, không có nghĩa là một cái lỗ hổng để là cái cơ hội cho phiền não phát sinh nữa, mà chỉ là tại vì không cần thiết cho nên bỏ bớt rồi đi. Từ nhị thiền tâm sư đạo quả nhị thiền tâm thiền tứ thiền ngũ thiền, thì đạo quả đó là không có, không có chánh tư duy là gì. Thì thưa quý vị, đó là vấn đề mà khi nãy thượng tọa Giác Đẳng chuẩn bị nói, nhưng mà thượng tọa Giác Đẳng lại có việc phải đi nên chúng tôi nói tiếp. Còn bây giờ thì chúng tôi muốn trình bày với quý vị thêm một số vấn đề nữa. Chúng ta thường thường chúng ta hay định nghĩa bát chánh đạo, chánh kiến là cái sự thấy đúng, chánh tư duy là sự suy nghĩ đúng, chánh ngữ là lời nói đúng, hay chánh nghiệp là hành động đúng, vân vân. Chúng ta định nghĩa như thế thì cái định nghĩa này chỉ là định nghĩa cho bát chánh đạo ở trong cái tâm thiện dục giới mà thôi, tức là đang trong lúc tu tập. Còn bát chánh đạo ở trong bát chi đạo, ở trong đạo quả siêu thế thì không có nghĩa như vậy, mà chỉ là một cái sự ứng khởi để cho thấy rằng hễ chánh kiến siêu thế có mặt thì có nghĩa là tà kiến đã được đoạn trừ. Chánh tư duy siêu thế có mặt thì có nghĩa là tà tư duy đã được đoạn trừ. Cứ như vậy thì do đó chúng ta không nên nói rằng chánh kiến ở trong đạo quả siêu thế là hiểu biết đúng, chánh tư duy ở trong đạo quả siêu thế là suy nghĩ đúng, hay chánh ngữ trong đạo quả siêu thế là lời nói chân chính, không phải vậy. Bởi vì lúc đó thì quý vị tâm đạo khởi lên có một sát na, chỉ một sát na duy nhất, một sát na tâm đạo duy nhất, thì làm sao mà suy nghĩ, làm sao mà nói được, làm sao mà hành động được. Và hơn nữa là trong một sát na đó mà khởi lên tám chi đạo một lượt đồng loạt thì càng không thể vừa hiểu, vừa suy nghĩ, vừa nói, vừa hành động. Ở trong tâm thiện siêu thế của chúng ta, ở trong tâm thiện đó, tâm thiện dục giới của chúng ta, khi mà chúng ta tu tập
Lúc nào chúng ta có tác ý? Để nhận biết về các pháp vô thường của nó vô ngã, thì lúc đó là đang có chánh kiến. Lúc nào mà chúng ta đang suy tư về ly dục tầm, vô sân tầm, bất hại tầm, thì lúc đó gọi là có chánh tư duy. Cứ như thế nó rời rạc thì chết nó không có đi chung như nhau được. Còn tâm siêu thế thì đi chung. Cho nên cái định nghĩa này chúng ta cũng cần phải biết, để chúng ta không có cái sự nhầm lẫn trong cái trong ý nghĩa giữa cái tâm thì dục giới và tâm siêu thế. Một vấn đề khác nữa là ở đây chúng ta nên biết, đối với tâm dục giới thì cái tâm thị dục giới, các cái thành phần thuộc tánh có được những cái thuộc tánh tịnh hảo như là ba giới phần, hai vô lượng phần, tức là có chánh ngưỡng, chánh nghiệp, chánh mạng, bi và tùy hỷ. Nhưng mà tâm quả dục giới đó, thì tâm quả đó tuyệt nhiên không có những cái thuộc tánh này, bởi vì nó chỉ là quả thành tựu cho cái tâm thiện dục giới mà ra, cho nên nó không có cái phần sự, không có chức năng đó. Và giữa cái thiện và quả đó dục giới thì hai cái trạng thái này nó khác nhau, hai cái chủng này nó khác nhau. Đối với tâm thiện đáo đại, tức là thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện đáo đại và quả đáo đại, lại có một cái khía cạnh như thế này. Là hễ tâm thiện báo đại, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới có những thuộc tánh như tương hợp như thế nào, thì khi mà tâm quả sanh khởi thì nó cũng vẫn có những cái thuộc tánh tương hợp như vậy. Thí dụ như một vị hành giả tu chứng thiền với đề mục từ bi hỷ xả, tu chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền với đề mục từ bi hỷ xả, thì ở trong tâm quả sắc giới đó nó cũng có hai vô lượng phần, nhưng mà hai vô lượng phần lúc đó không phải để an trú trải rộng bi tâm hỷ tâm, nó chỉ là quả thôi. Trường hợp này nó cũng ví dụ như là khi mà người ta làm một cái khu quan văn, nếu cái khu đó nó có những cái họa tiết chỗ lồi chỗ lõm của bông của lá, cái tròn cái dài như thế nào, thì khi mà người ta
in hồ, vữa hồ vào ở trong trong cái ta dập ra thì nó cũng khó như vậy. Nhưng mà cái khuôn là cái khuôn, qua văn là qua văn, chứ không thể nào hai cái đó nó giống nhau được. Cũng như cái tâm thiện đấu đại và cái tâm quả đấu đại, mặc dù các cái thuộc tánh tương hợp giữa tâm thiện đấu đại và tâm quả đấu đại nó có giống nhau, nhưng mà thiện là chủng tánh thiện, quả là chủng tánh quả, và Kusalachati, hai cái đó nó không thể nào nó giống nhau được. Còn riêng về cái tâm siêu thế đó thì nó được cả hai phương diện. Hễ tâm đạo tức là tâm thiện siêu thế, nó có bao nhiêu thuộc tánh tương hợp thì khi mà phát sanh lên tâm quả siêu thế thì cũng với bấy nhiêu thuộc tánh tương hợp. Thí dụ tâm sơ đạo có 36 tâm sở, tâm sơ đạo sơ thiền có 36 tâm sở tương hợp, thì thành tựu cái tâm quả, tâm sơ quả sơ thiền cũng có 36 tâm quả, 36 tâm sở, 36 tâm sở hay 36 thuộc tánh tương hợp. Nó không thể thiếu gì. Hãy mà thiện siêu thế có những thuộc tánh tương hợp thế nào thì quả siêu thế có những thuộc tánh tương hợp thế nào. Mà một điểm đặc biệt ở khía cạnh thứ hai đó, là tâm siêu thế đạo và quả, tức là tâm thiện siêu thế và tâm quả siêu thế. Mặc dù thiện và quả nhưng mà nó đều có cái chức năng giống nhau, tức là trong con đá, tức là tâm động lực, là cái tâm động lực. Trong khi thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thì tâm thiện đó là động lực cho con đá được, nhưng mà tâm quả không bao giờ làm việc động lực cho con đá khi chết được. Nó không có chức năng đó. Nhưng mà cái tâm siêu thế thì khác. Trong một lộ trình đắc đạo quả thì Brahma chuẩn bị Upachara tận hành, Anuloma là thuận thứ, Vutrafu là chuyển tộc, Makka là đạo, Kala là quả. Thì những cái tâm đó, sáu tâm đó đều là động lực cả. Cho nên cái điểm đặc biệt đó, chúng ta cần ôn lại để chúng ta nhớ. Thiện và quả dục giới nó khác cái chủng tánh và cái tâm thiện hay tâm quả, cái sự tương hợp với các cái tâm sở nó khác nhau. Còn đối với cái tâm đấu đại, sắc giới, bộ sắc giới thì thiện quả, nhân và quả nó cũng không có đồng một cái mãnh lực là động lực, nhưng mà nó lại đường tới là hãy cái tâm thiện có bao nhiêu thuộc tánh tương hợp thì cái tâm quả có bao nhiêu, có bấy nhiêu thuộc tánh tương hợp. Còn cái tâm siêu thế thì nhân và quả, tức là tâm đạo tâm quả đó, hay tâm thiện siêu thế và tâm quả siêu thế,
thì nó đồng nhất nhau ở chỗ hệ thiện có bao nhiêu thuộc tánh tương hợp thì quả có bấy nhiêu thuộc tánh tương hợp, và đồng thời thiện quả sự thế đều đồng một cái vai trò là cái tâm động lực cho nó, cho nên cái tâm quả sự thế mạnh hơn, đặc biệt hơn thứ gì. Đó là những điều mà chúng ta cần phải lưu ý, cần phải biết. Nói nhiều như vậy nhưng mà các học viên Phật tử, khi những người nào mà từng học Phật pháp, từng học Phi pháp, học Thánh pháp thì nghe nói đến như vậy là chúng ta nhận ra liền, hiểu liền. Còn khi mà quý vị mới sơ cơ hoặc là học chưa có hết được, chưa có căn bản được thì chúng ta nghe chúng ta không hiểu muốn nói cái gì. Cho nên khi mà chúng ta học cái gì chúng ta cũng phải học cái điều căn bản trước. Hãy căn bản vững rồi đó, thì khi mà chúng ta đi sâu vào bên trực tiếp thì chúng ta mới không có trở ngại. Cũng giống như những người mà họ học võ thuật, nếu mà nội công của họ họ được rèn luyện, họ có một cái nội công thâm hậu thì lúc bây giờ thưa quý vị, khi mà họ ra chiêu thức thì cái chiêu thức đó nó có cái sức mạnh để tấn công kẻ địch. Nhưng một người mặc dù biết chiêu thức nhưng mà vì không có luyện nội công, cái nội lực của họ nó yếu đi, cho nên họ ra chiêu, ra một cú đấm, một cú đá, nhưng mà cú đấm cú đá đó nó không có mạnh và nó có cái chỗ hở, có kẻ hở để mà địch nó có thể tấn công được, có thể giết chết được. Cũng vậy khi mà chúng ta học Phật pháp, chúng ta phải có cái sự căn bản. Khi căn bản có rồi thì chúng ta nghe bất cứ trường hợp nào, khi nói đến động lực, khi nói đến nhân quả, thiện quả giới chúng ta biết, thiện quả sắc giới chúng ta biết, thiện bộ sắc giới biết, thiện quả siêu thế chúng ta biết, biết rõ. Thì khi mà nghe vì thầy mà giảng giải về cái ý nghĩa đó thì chúng ta nhận ra liền, chúng ta không bị ngạc nhiên hay là chúng ta ngớ ngẩn không biết thầy nói cái gì không hiểu nữa. Còn khi mà chúng ta có được căn bản rồi đó, thì thưa quý vị, những cái vấn đề đó như là chúng ta ôn lại gì? Ở đây cũng nói thêm một cái khía cạnh khác về cái tâm siêu thế này. Nhưng mà trước khi nói về cái tâm siêu thế đó, thì chúng ta cũng phải ôm lại cái phần kia là đối với tâm thế đó, thì khi người ta tu tập các chánh đạo thì trong đó có giới phận nó tương hợp, có ba cái tâm sở giới phận tương hợp. Nếu một người tu tập về bốn phẩm trú từ bi hỷ xả thì cái tâm thiện dục giới đó, nó có hai vô lượng phần tương hợp. Nói chung tức là năm cái thuộc tánh này đều có mặt ở trong tâm thiện dục giới cả.
Nhưng mà qua cái lĩnh vực thiền định, thì cái tâm thiền sắc giới, tâm thiền đó nếu như một người tu tập với cái đề mục thiền là bốn phạm trú, thì khi mà chứng được cái tâm thiền thì tâm thiền đó nó có hai cái thuộc tánh vô lượng phần, tức là bi và kỷ, nhưng tuyệt đối là tâm thiền đấu đại, tức là thị sắc giới của sắc giới, thì không bao giờ có ba cái thuộc tánh giới phần chính ngưỡng chính vị chính mạng. Bởi vì trong lúc mà tu thiền đó thì vị này chỉ hướng tâm đến cái đề mục, an trú trên đề mục thôi, định tâm trên đề mục, chứ không phải là tác ý đến cái việc mà đoạn trừ những ác pháp về tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Cái chuyện đó khác. Trong khi đó thì cái tâm siêu thế là cái tâm sát trừ phiền não. Vì vậy cho nên có ba giới phần, tức là có chánh ngữ, chánh giới, chánh mạng. Thì ba giới phần đó ở trong bát chánh đạo thì nó có hiệu năng là sát trừ phiền não và chứng niết bàn. Nhưng mà trong tâm sơ thế tuyệt nhiên không có hai vô lượng phần, tức là không có bốn cái phạm trú. Lý do tại sao ở đây thưa quý vị, bởi vì khi mà tu tập thiền chứng, tu tập thiền với cái đề mục phạm trú từ vị hư xả, thì lấy chúng sanh làm đối tượng. Trong khi đó thì tâm siêu thế lấy niết bàn là đối tượng, niết bàn là pháp chân đế, còn chúng sanh là cái pháp tục đế. Vì vậy cho nên ở đây cái tâm siêu thế nó không có mặt hay vô lượng phần, nhưng mà có ba giới phần tương hợp. Còn cái tâm thiện sát giới thì chỉ có hai vô lượng phần, hai thủ tánh vô lượng phần tương hợp, nhưng mà không có giới phần tương hợp. Còn cái tâm thiện dục giới thì vừa có ba giới phần mà cũng vừa có hai vô lượng phần được. Nhưng ở đây giới phần hay là vô lượng phần ở trong tâm thiện dục giới thì chỉ là bất định và rời rạc. Có lúc mà có chánh ngữ, tu tập chánh ngữ, có chánh ngữ tu tập chánh nghiệp, có chánh nghiệp tu tập chánh mạng mới có thuộc tánh chánh mạng, chứ không thể nào ba thứ đó gồm chung lại được. Thì đó là những vấn đề mà chúng tôi muốn trình bày, chia sẻ thêm với quý vị về các cái khía cạnh nó liên quan đến bài học siêu thế ngày hôm nay. Thì giờ các Phật tử chúng ta cũng phải ghi nhận. Được biết rằng là Thượng tọa giới cảnh nói rằng khi nào mà Thượng tọa đi đến nha sĩ trong thời gian ngồi rỗi rảnh thì Thượng tọa sẽ cho các cái câu thảo luận.
Nhưng không biết giờ này thượng tọa được đẳng. Ồ, thượng tọa đã có mặt. Kính cung thỉnh thượng tọa. Sa thủ kính trình sư tổ đại sư. Thực ra thì cũng còn đang trên đường đi chứ chưa đến chỗ nên gì không có text được mà chỉ có thể nói ở đây thôi. Và sư tổ đại sư, nhưng khi mà chúng ta đề cập đến tâm tạo siêu thế và tổng quả siêu thế đó, và cái sự liên quan giữa hai tâm này là gì, nó có một câu hỏi hơi ngoài đề một chút xíu. Nhưng mà hôm nay thì sư tổ đại sư qua nghĩ giảng đó, là trong những cái ân đức pháp bảo đó có cái ân đức gọi là akaliko, akaliko lượng, thường chúng ta dịch là vượt ngoài thời gian hay là không có thời gian. Thì chúng ta phải nhận rằng trong cái việc mà giải thích đó, thường là có hai cách giải thích, và cái đầu tiên thì tương đối nó phổ thông hơn, đó là akaliko có nghĩa là pháp của Đức Phật không có giới hạn bởi thời gian. Những gì mà Ngài giảng cách đây 2.500 năm trước cho đến ngày hôm nay về khổ tập diệt đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh tự duy, vân vân, thì vẫn có giá trị như vậy. Và chứ không phải là chỉ có giá trị một thời, một cái quốc độ hay là một hoàn cảnh nào đó mà lời giảng của Đức Phật vượt thời gian như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng có cách hiểu khác đó. Ở trong những cái tâm thiện và tâm quả khác thì nó có gián đoạn, chúng ta gọi là dị thời di tục, nó có gián đoạn. Nhưng mà riêng về tâm đạo và tâm quả siêu thế thì nó không có gián đoạn. Sát ra trước là tâm đạo và sau sát ra tâm đạo là tâm quả, thì chúng ta tạm gọi là cái tới vĩ mô á. Thì theo thiền đoàn từ siêu đó thì chả Akaliko trong ở Đức Phật bảo chúng ta nên hiểu theo cách hiểu nào gọi là hợp lý hơn. Xin kính tu thỉnh thiền đoàn. Chúng tôi xin lỗi quý Phật tử, đây là một câu hỏi quan trọng, nhưng mà chúng tôi rất tiếc là chúng tôi không có câu hỏi tắc quyết tắc tại vì đang lái xe đó. Tại quý vị quan nghị cho, xin kính cung thỉnh thượng tọa tự sự. Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa và quý Phật tử, trong cái ý nghĩa akaliko của ân đức pháp thì cái ý nghĩa mà nói rằng là không có giới hạn thời gian, không bị hạn cuộc, thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó nó hợp lý hơn. Tại sao? Tại vì nói một cách tổng quát, nếu mà chúng ta giải thích cho người khác nghe cái hiệu năng của chánh pháp, của pháp của Đức Phật là hãy đắc đạo thì đắc quả liền, không có vì gián đoạn. Nói như vậy thì cái người bình thường ở bên ngoài họ không biết gì hết, bởi vì họ không có, họ đi đến với Phật giáo thì họ đâu có, họ chưa có nghĩ đến cái chuyện mà đắc đạo quả, mà họ chưa có niềm tin với đạo quả nữa, thì làm sao mà họ có thể
biết được cái đó là cái điểm đặc biệt của giáo pháp. Còn khi mà chúng ta giải thích cho họ nghe cái giáo pháp của Đức Phật Swathato, tức là được khéo thuyết, tức là được Đức Phật là thuyết giảng, không có mâu thuẫn trước và sau, văn nghĩa bổ túc, tức là cái lời nói của Ngài nó không có dư thừa, không có thiếu, không có dư, không có thiếu, thiếu câu, thiếu chữ. Và khi mà Đức Thế Tôn là thuyết pháp, thì cái lời dạy của Đức Phật khi mà Đức Phật Ngài thuyết pháp ở trong cái bài pháp của Ngài, nó có bốn cái đặc tính. Một là Ngài giải thích làm cho hiểu, thứ hai là Ngài khuyến khích làm cho người ta thiết tha với pháp, làm cho, thứ ba là làm cho quan hỷ, và thứ tư là làm cho giác ngộ. Cho nên ở đây đó, được gọi Swathato, Sanditiko là thiết thực hiện tại, tức là không phải là giáo pháp này hành bây giờ đến đời sau nó mới có được thành tựu quả, thành tựu lợi ích, không phải hành ở kiếp này rồi đời sau mới có thành tựu lợi ích, tức là chỉ ngay trong hiện tại. Một người đang sầu khổ như là nàng Bhattacharya chẳng hạn, đang điên loạn vì buồn rầu chồng chết, con chết, cha mẹ chết, nhưng mà khi nghe Đức Phật Ngài thuyết pháp, Ngài thuyết một bài kệ cho biết rằng là chúng sanh ở trong đời này nước mắt khóc cho người thân từ vô lượng kiếp nhiều hơn nước bốn biển. Nghe chừng đó là nàng đã đắc quả Tu Đà Hoàn, tỉnh táo lại ngay. Và sau đó nàng xuất gia thì không đi, và được nghe cái Phật Thành thuyết lên một cái bài kệ. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Nghe xong nàng thì tu đi đến chính A-la-hán quả. Thì ở đây thưa quý vị, nàng ký sinh Gotami quý vị, đứa con trai độc nhất chết, thì nàng đau khổ, quẫn trí, cứ nghĩ rằng con mình còn sống, và cứ ôm sát đứa con đi hết
làng này đến làng kia để tìm thầy, tìm người để cứu sống đứa con. Người ta thấy như vậy người ta không nỡ nhắc nhở là con nàng đã chết thật sự, sợ nàng bởi đi là chết. Cho nên người ta mới chỉ nàng Kisakotami đi vào trong đi chùa, đi vào trong chùa gặp Đức Phật, gặp Sammugotama. Thì khi nàng đi vào trong đó thì Đức Phật ngài cũng khéo, ngài khéo nói, ngài nói rằng thôi được rồi, ngươi hãy đi tìm cho Như Lai một nắm hạt cải ở trong nhà nào mà từ xưa đến bây giờ dòng họ của nội của ngoại mà chưa phải chết thì đem về đây, rồi Như Lai sẽ làm thuốc để cứu con nè. Thì lúc đó nào đi, thưa quý vị, những người dân trong cái nghề nông nghiệp đó, trong cái nông nghiệp thì không có nhà nào là không có những cái hạt giống, hạt cải. Nhưng mà đến khi hỏi ra thì nhà nào cũng có người chết hết. Là nghe như vậy nào mới tỉnh ngộ, nào mới biết được rằng, tỉnh ngộ rằng cái sự chết đó nó không chừa một ai hết. Không có một gia tộc nào, một gia đình nào mà không có người chết. Ta cũng không có ngoại lệ, chỉ vậy thôi. Thì nàng để đem xác đứa con bỏ vào trong tham ma, mộ địa, rồi nàng về trở lại và nghe Đức Phật là thuyết một bài kệ và nàng đắc tu được quần, rồi sau đó xuất gia chẳng bao lâu đã chứng A La Hán quả. Những người mà họ đang bị phiền não, đang bị lửa phiền não nung nấu, tưởng chừng như bể tim mà chết thì được, nhưng mà pháp của Đức Phật như là những cái phương dược năng trị những tâm bệnh phiền não của chúng sanh. Vừa nghe xong là hết bệnh, nghe xong là tỉnh táo lại liền. Cái đó gọi là sanitico, là thiết thực hiện tại, chứ không phải là hứa hẹn nay hãy có niềm tin đi, hãy thực hành đi, rồi trong tương lai kiếp sau sẽ được như vậy vậy. Mình chỉ ăn là mong làm sao đang đói ăn vào để cho no, không có bị đói. Chứ còn ở hứa hẹn những ngày khác mới được no thì như vậy mình bỏ đi chỗ khác đi tìm cái ăn đi sao. Rồi thứ ba đó gọi là Sanitico, anh cơ xin lỗi quý vị. Cái thứ ba gọi là Akalifo. Mình giải thích cho người ta nghe như thế này nè. Ở đời có những cái triết lý, có những cái thuyết của các tôn giáo, nó được một thời khi mà cái vị giáo chủ đó họ xướng lên cái triết lý đó, cái thuyết đó, cái chủ thuyết đó, thì người ta nghe người ta cảm thấy mới lạ, thích thú, người ta ôm ồn đi theo. Nhưng sau một thời gian thì cái chủ thuyết đó nó bị lỗi thời, nghĩa là không áp dụng được trong cuộc sống nữa, bởi vì nó không có lợi ích gì hết, không có kết quả gì hết. Cho nên ngay trong lúc đó thì nói được, nhưng mà bây giờ thì nói không được. Bây giờ thì áp dụng không được rồi, xài không được rồi. Nhưng mà cái giáo lý của Đức Phật khác. Thời xưa, cách đây 26 thế kỷ, trên 26 thế kỷ,
Đức Phật Ngài đã tuyên bố sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ ai là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn cái điều gì mà bất tận nguyện là khổ, nó tốt lại có thân ngũ trụ muốn là khổ. Thì cái sự khổ đó thưa quý vị, cho đến ngày hôm nay, cho đến cái thời đại bây giờ thì cũng cái khổ đó thôi, cũng khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là hồi xưa Đức Phật là tuyên bố khổ, bây giờ đâu có khổ đâu. Bây giờ cái bệnh dịch Covid-19, Corona nó sướng lắm, hạnh phúc lắm, chứ đâu có khổ đâu. Chúng ta dám nói như vậy không? Không bao giờ chúng ta dám nói được. Cho nên giáo pháp của Đức Phật là không có giới hạn thời gian, không bị lỗi thời. Chúng ta nói là không bị lỗi thời. Ngày xưa trên 26 thế kỷ về trước, Đức Phật đã tuyên bố chúng sanh bị tham ái chi phối, bị sân hận chi phối, bị si mê chi phối, nội tâm bị đốt nóng, bị diệt não, khổ đau phát sanh từ đó. Thì cho đến bây giờ thì con người của chúng ta bây giờ cũng khổ do tham sân si, y chang thế thôi. Cho nên những lời dạy của Đức Phật đó, còn lưu lại trong kinh điển, bây giờ chúng ta đọc chúng ta có cảm giác như là Đức Phật Ngài đang thuyết cho chúng ta nghe ngay bây giờ, chứ không phải là cái chuyện cổ tích xa xưa. Cho nên cái danh từ mà gọi là Akaliko, theo chúng tôi nghĩ thì cái ý nghĩa là giáo pháp của Đức Phật có cái đặc điểm là không lỗi thời ở ngày xưa cũng vậy, hiện tại cũng vậy, mà trong tương lai. Thì cái ý nghĩa đó là ý nghĩa mà dễ thuyết phục hơn, ý nghĩa dễ thuyết phục hơn, hơn là nói rằng nghĩa là đắc đạo thì đắc quả, đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Cái ý nghĩa đó ngày xưa khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi học thuộc lòng 10 ân Đức Phật, 6 ân pháp, 9 đức tăng. Thì ở trong kinh Nhật Hành, dịch làm sao, viết thì sao thì chúng tôi học vậy, học để tụng thôi chứ chúng tôi không có hiểu nghĩa cho lắm. Nhưng mà cho đến khi lớn lên rồi và bây giờ mình thẩm nghiệm giáo pháp rồi, mình mới thấy rằng nếu mà giáo pháp, cái điều thứ ba đó, cái ân đức thứ ba của giáo pháp là chỉ có chừng ấy, chừng nghĩa ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng là không có sức thuyết phục và không được kể như là một cái ân đức pháp Thamakuna. Thì chúng tôi xin được chia sẻ cái câu hỏi của quý vị. Và thật ra thì nãy đến giờ khi mà từ đấy đặng thuyết và chúng tôi nói tiếp, bây giờ trả lời câu hỏi nữa, chỉ còn có 3 phút nữa thôi, còn 3 phút nữa. Nếu mà thượng tọa vẫn đẳng bận công việc thì thôi, thì chúng ta cho kết thúc sớm hơn 3 phút cũng được. Xin thỉnh thượng tọa. Sao bị thương thượng tọa tôi xin. Thưa vị, thật ra thì nghe sự thật sự giảng, chúng tôi phải nói rằng cái này mà kể công cho quý vị nghe cũng hơi kỳ, nhưng mà bây giờ quý vị học thắng pháp, quý vị học sướng lắm. Hồi xưa chúng tôi học khô khát, thưa quý vị.
học khổ khác tục. Chúng tôi ở gần ngày tịnh sự nữa, ngày làm sư trưởng hồi xưa học, có nhiều vị nói học phải báo như ăn cung bụi vậy, ăn cung khô bỏ miệng nhai vậy. Bây giờ thì bây giờ nói chuyện đông tây nam bắc, chuyện này chuyện kia vậy. Vậy mà bây giờ cũng có một vài phật tử cũng than rằng sao mà nghe phương pháp hơi khó học, đúng ra là học cái gì chúng ta học bây giờ chúng ta tương đối là thoải mái hơn ngày xưa rất là nhiều, và thoải mái lắm. Nhưng mà mỗi thời nó cũng cái kiểu khác nhau, chúng ta cũng có không thể nào so sánh thời điểm thời kia được. Chúng tôi nhắc quý vị phật tử một điều đó là khi mà bàn đến những điều liên quan đến thắng pháp đó, thì như từ đầu từ siêu hay chúng tôi bàn nó khác hơn là quý vị học. Khi quý vị học đó thì học tới đâu thì chúng ta nghe tới đó, nhưng mà khi mà suy nghĩ vấn đề gì đó, ví dụ như khi nãy thì tôi có đề cập đến những cái chức năng, những cái chức năng hay là của tâm, ví dụ như là chức năng về động tâm, mà động lực hay là chức năng về cái ý môn, cái đó chúng ta học về diễn trình của tâm thức. Chúng ta chưa học, lúc mà chúng ta học về diễn trình tâm thức thì chúng ta sẽ hiểu thêm một số khía cạnh về tâm. Quý vị đừng vội nản, sợ nghe nhiều quá, giờ mình nghe nó mênh mông quá. Nhưng mà khi mà mình học từng phần của mình sẽ ôm đi ôm lại, mình nhìn vấn đề nó nhiều cái việc khác nhau. Nên chi khi mình học thắng pháp đó, mà cái người nào mà càng đòi hỏi là mình phải hiểu biết hoàn toàn đó, thì nhiều khi là trở nên thất vọng. Nhưng mà nghe được bấy nhiêu, ghi nhận bấy nhiêu, và mưa dòng thấm đất thì lâu ngày rồi, thì chúng ta sẽ thấy là mình là quen hồi nào mà cũng hay. Yeah. Nhưng mà nếu mà nhất thời mà bị bỏ mình phải nghe một cách trơn tru, nghe một cách kiểu hết, giống như là quý vị nghe Chư Tăng thuyết một bài pháp bình thường, hay là nghe một vị thầy giáo nói về văn học nghệ thuật, mình nghe từ đâu công định cũng, thì cái đó không có được thắng pháp đâu. Dạ, không có thắng pháp. Chúng tôi thì còn đỡ chứ quý vị. Chúng tôi phải nói rằng khi mà chúng tôi giảng bài thắng pháp, chúng tôi pha loãng lắm. Chứ từ từ siêu thì từ đầu cũng pha, nhưng mà pha kinh đạn, pha điện kia, nhưng mà như nãy giờ tôi nói cho kinh đạn đó. Nhưng đôi khi tôi giảng đặc sệt, cũng mệt lắm chứ. Nhưng mà kinh nghiệm về lâu về dài thì chúng ta sẽ đi được, sẽ đi tới. Quý vị nhớ như vậy là phần tâm rồi thuộc về bây giờ chúng ta học về sự tương hợp giữa hai cái, thì cho chúng ta biết một số. Khi mà chúng ta học về diễn trình tâm, chúng ta biết một số. Chúng ta học về duyên chẳng hạn, chúng ta biết một số nữa, thì nó cứ bồi đắp lên từ từ. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chân sư Tùng Đức đã vào trong đi sinh hoạt và đã lễ với ngài thương chào trong một cái thực tỉnh. Xin chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong trung, chúng con kính tri ân chư Trung Đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dặn chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớp sứ đã hiện đời cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Trung Đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng hiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá. Con kính tri ân quý ngài Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết đỉnh hiệu